Năm cầu thủ của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia bị cáo buộc thống nhất đá dây sức, dàn xếp tỷ số để thắng độ trên trang web cá cược. Ngày 1 tháng 2 năm 2024, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã khởi tố bị can đối với 5 cầu thủ từ 20 đến 30 tuổi để điều tra về hành vi đánh bạc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các dấu hiệu tội phạm khác. 5 cầu thủ này gồm thủ môn 30 tuổi quê Đồng Tháp, tiền đạo 20 tuổi quê Hải Dương và 3 tiền vệ gồm một người 22 tuổi quê Thanh Hóa, một người 20 tuổi quê Đồng Nai và một người 20 tuổi quê Bến Tre. 5 bị can này đã đặt cược trên các website cá độ bóng đá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng có quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 cầu thủ này. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tại sân vận động Bà Rịa vào ngày 24 tháng 12 năm 2023, 5 cầu thủ được xếp đá chính đã bàn bạc thống nhất thi đấu dây sức. Kết quả, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 3-1. Nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, trước đó sau khi kết thúc trận đấu, ban huấn luyện của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện nhóm cầu thủ trên đá dây sức mình có biểu hiện nghi vấn cá cược bóng đá nên đã báo cáo lãnh đạo câu lạc bộ và VFF bằng văn bản để xử lý. Hiện nay, đội Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng thứ tư bảng xếp hạng giải hạng nhất năm 2023-2024 với 12 điểm.